đưa anh sơ phơ chẳng hạn đấy. Quý thằng đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Lịch, và hôm nay thì rất vui khi kỹ thuật viên Lại Khuê được có mặt để đi cùng với các kỹ thuật viên Bảo Châu Lịch lắp bộ dàn karaoke cho nhà chú Long, địa chỉ Hải An, Hải Phòng. Và bộ dàn karaoke nhà chú Long có các sản phẩm như sau. Thứ nhất thì quý khách hàng có thể nhìn thấy đây là một đôi loa ATO AK110, đôi loa bass 25. Thứ hai là một siêu phẩm cục đẩy đèn vang kèm micro không dây BK sao DK8500. Đây là một mẫu âm ly mà Bảo Châu Lịch nhập khẩu mới về tại kho. Thì một bộ siêu phẩm karaoke này thì có tính năng rất hay, như là tính năng ở màn hình cảm ứng này, quý khách hàng có thể nhìn thấy, có thể lựa chọn các tính năng ở trên màn hình này. Và đi sâu vào chi tiết thì một lúc nữa thì Bảo Châu Lịch sẽ giới thiệu cho khách hàng chi tiết hơn về siêu phẩm karaoke này. Sản phẩm tiếp theo là lo súp Panamax súp 1000. Đây là một dòng lo súp của Việt Nam, bass 30. Vâng, với chỉ 3 sản phẩm này nhưng mà bộ dàn karaoke này không thể mất đi những cái tính năng ưu việt của nó. Và quý hàng muốn mua sản phẩm thì có thể gọi điện đến số 1900 0255 hoặc để lại comment phía bên dưới để Bảo Châu Lịch có thể tư vấn cho khách hàng. Anh sẵn sàng cho được tình anh không sai lối.
anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không muốn tha, chỉ cần em vui nói với anh em vậy thôi. Và rồi thì các những dàn viên của bạn Chu Lịch đã lắp đặt xong bộ dàn trong nhà Chú Long, và bây giờ thì các dàn viên của bạn Chu Lịch sẽ đi vào chi tiết về các sản phẩm như sau. Như vừa rồi thì bạn Chu Lịch có giới thiệu đến quý khách hàng một siêu phẩm âm ly, đó chính là siêu phẩm âm ly BK Sound DK8500. Âm ly BK Sound DK8500 là sản phẩm kết hợp giữa cục đẩy vang số và micro. Thì quý khách hàng có thể nhìn thấy đây là hệ số của âm ly. Ngoài ra thì cũng có một cổng kết nối máy tính để quý khách hàng có thể tinh chỉnh trên máy tính, và bao gồm cả hai micro chất lượng cao. Và bộ âm ly này thì quý khách hàng có thể sử dụng hát karaoke, nghe nhạc, xem phim, và hai kênh mạch khuếch đại của âm ly này là sử dụng mạch Class D, công suất mạnh mẽ với 750W một kênh, kết nối Bluetooth cổng quang, sử dụng HDMI, USB. À, cục âm ly này thì quý khách hàng có thể phối ghép hoàn hảo với các cặp loa bass từ 40, 30, 40 hoặc 25, như dòng loa BK, Ato, Domus, âm ly DK A8500, bao gồm cục đẩy liền vang, micro không dây. Đây là một sản phẩm lựa chọn tối ưu nhất của khách hàng. Và đây là điều khiển của âm ly. Thứ hai là sản phẩm loa Ato AK110. Sản phẩm là loa Ato thì thương hiệu đến từ Mỹ. Sản phẩm này là sản phẩm bán chạy số 1 tại Mỹ. Đó là một dòng loa full bass 25 dùng cho karaoke gia đình, kinh doanh, chuyên nghiệp. Công suất của loa thì là 350W trung bình và 700W cao, phù hợp với phòng 25m2 và dễ phối hợp với các dòng âm ly như là âm ly DK 8500 đây. Và sản phẩm cuối cùng là loa Sub Paramax 1000 mm. Sản phẩm loa Sub này thì có công suất tái tạo là 500W và thương hiệu sản phẩm này đến từ Việt Nam. Và vừa rồi thì các quý nhân viên của Chú Lịch đã phối dắt bộ dàn karaoke hoàn chỉnh cho nhà Chú Long. Và quý khách hàng yêu thích video thì có thể nhấn like, share, đăng ký kênh YouTube của Chú Lịch để nhận được những video tiếp theo. Và cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi chương trình này. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!